Những ngày qua trên địa bàn các tỉnh miền Trung, đặc biệt là hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi, có mưa to và rất to khiến nhiều địa điểm bị nước ngập trên diện rộng. Nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của nhân dân là rất cao. Trước tình hình đó, các đơn vị quân đội đã cử lực lượng cùng cấp ủy chính quyền địa phương khẩn trương triển khai các phương án hỗ trợ nhân dân, chuẩn bị lực lượng và phương tiện sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh. Đợt mưa từ tối 22 đến ngày hôm qua 24 tháng 10 đã vượt kỷ lục 12 năm trước, làm Quảng Ngãi mênh mông nước, gần 11.000 nhà ngập, một người chết, ba người mất tích. Quốc lộ 1 qua xã Bình Long bị ngập 1 km khiến giao thông ách tắc. Huyện Bình Sơn là địa bàn thiệt hại nặng nhất tại tỉnh Quảng Ngãi với 6.500 nhà bị ngập. Các xã Bình Minh, Bình Mỹ, Bình Trung, huyện Bình Sơn bị ngập sâu nhất khoảng 1,5 đến 2,5 mét. Một số tuyến đê có nguy cơ bị vỡ. Để kịp thời khắc phục hậu quả mưa lũ, Ban Chỉ huy quân sự huyện Bình Sơn đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ thường trực, lực lượng dân quân phối hợp cùng địa phương tổ chức đắp đê ngăn nước vỡ đập. Hôm nay thì sau khi nhận được cái nắm khẩu sát trên cái địa bàn, đặc biệt là cái địa bàn của xã Bình Trị, là trên này có cái hồ đập nước hấp hơ, đây là một cái hồ đập là để giữ nước và để sản phục vụ cho sản xuất nông nghiệp của toàn xã Bình Trị. Do vậy là nguy cơ hồ nước này sẽ tròn và sẽ có nguy cơ là sẽ vỡ. Do vậy là ban chỉ huy quân sự tổ chức cử lực lượng anh em để xuống cùng với tất các lực lượng dân quân cũng như ở địa phương để hỗ trợ cũng như nhân dân để tiến hành là đắp đập. Tại thôn Long Vĩnh, xã Bình Long, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi có hơn 100 hộ dân bị cô lập hoàn toàn. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự huyện Bình Sơn tổ chức hơn 50 cán bộ chiến sĩ thường trực, lực lượng dân quân cùng các phương tiện cano, xuồng máy vào các ngõ hẻm tiếp cận các hộ gia đình có người đang bị mắc kẹt để đưa người dân đến vị trí an toàn. Trong hai ngày qua, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức di rời trên 6.000 người dân đến nơi an toàn. Các địa phương còn lại của tỉnh cũng bị ngập lụt khoảng 0,3 đến 0,5 mét. Tại thành phố Quảng Ngãi, lượng mưa phổ biến trong 24 giờ qua là 532mm, cao hơn kỷ lục cũ năm 2009 là 525mm. Ngoài trung tâm thành phố, lượng mưa ở cầu Trà Khúc 1 là 576mm trong 24 giờ, cao hơn kỷ lục cũ năm 2009 là 518mm. Mưa lũ làm nhiều đoạn đường núi ở huyện Trà Bồng sạt lở như tuyến Eo Chim đi Trà Nham, tuyến Thôn Sơn xã Sơn Trà, tuyến Trà Tân đi Trà Nham cũ, tuyến Trà Binh Trà Tân. Ngoài ra, sạt lở núi tại Ủy ban Nhân dân xã Trà Sinh làm ảnh hưởng đến nhà làm việc của cơ quan quân sự xã. Các huyện, thị xã khác trong tỉnh cũng bị hư hỏng sạt lở nhiều tuyến đường. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Quảng Ngãi, từ tối 22 đến chiều ngày 24 tháng 10, lượng mưa đo được ở các điểm rất lớn, từ 498mm đến 850mm. Lũ trên sông Trà Bồng tại trạm Châu Ổ đã đạt đỉnh và đang dao động ở mức cao. Sông Trà Khúc, sông Vệ và sông Trà Câu xuống chậm. Hiện lực lượng quân đội đang tích cực phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương và các lực lượng khác của tỉnh Quảng Ngãi triển khai các phương án khắc phục hậu quả đợt mưa lũ và chuẩn bị ứng phó đợt mưa lũ mới. Còn tại tỉnh Quảng Nam, theo báo cáo cuối ngày 24 tháng 10 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, mưa lớn những ngày qua đã gây ngập lụt tại nhiều địa phương, thiệt hại về giao thông, sản xuất nông nghiệp, làm 5.373 nhà bị ngập và hơn 2.500 người dân phải sơ tán. Tại huyện Nam Trà My đã xảy ra sạt lở đất nghiêm trọng, làm nhiều căn nhà của người dân tại trung tâm xã Trà Mai bị vùi lấp. Rất may không có thiệt hại về người. Ngay sau sự cố, lực lượng dân quân, cán bộ, chiến sĩ, Ban Chỉ huy quân sự huyện và hàng trăm người dân giúp di rời tài sản của bà con đến nơi an toàn, đồng thời bố trí nơi ở tạm cho các gia đình. Từ chiều hôm qua đến sáng nay, cái địa bàn huyện mưa rất là lớn. Hiện nay là các xã đã chủ động sơ tán dân ở cửa tranh miền Nam Đông Bộ đến có vị trí an toàn. Riêng Trà Mê là sáng nay là xuất hiện cái vết nứt ở ngay cái khu của nhà đồng này, giải nhà này bây giờ là có sơ tán hết. Ở đây khu này là cổng cửa là đường 6 hộ,
di dời ngay trong trưa nay. Cho đến chiều tối qua 24 tháng 10, để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, chính quyền huyện đã huy động các lực lượng quân đội, dân quân và công an di rời 177 hộ dân với 800 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm. Trong đó, xã Trà Leng là nơi có nhiều hộ dân nhất với hơn 300 nhân khẩu. Trước tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đang ứng trực 100% quân số, sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xảy ra.